Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Những miền quê Việt của kênh VTC10, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị khán giả, chùa Hương Tích nằm ở lưng chừng đỉnh Hương Tích, có độ cao 650m so với mặt nước biển, là một trong những ngọn núi đẹp hùng vĩ nhất của dãy Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa được mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam. Hương Tích cổ tự đắm say lòng người không chỉ bởi cảnh đẹp hiếm có, mà còn bởi nơi đây là cõi Phật linh thiêng gắn liền với câu chuyện công chúa Diệu Thiện tu hành hóa Phật. Chùa nằm yên tĩnh giữa những bóng cây cổ thụ sừng sững, lưng dựa vào những tảng đá lớn. Giống như những ngôi chùa cổ ở nước ta, chùa có điện Tam Bảo, nhà bái đường, giếng trời, nhà thờ tổ và đặc biệt hơn còn có am Diệu Thiện, am Bát Cảnh, thần Hổ Trắng, thác Giải Oan, khe Quỷ Khốc gắn liền với những câu chuyện huyền bí được truyền lại trong dân gian. Hương Tích cổ tự cũng là địa điểm đầu tiên mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng khám phá trong chương trình Những miền quê Việt hôm nay. Được mệnh danh là Hoan Châu đệ nhất danh lam, di tích lịch sử danh thắng chùa Hương Tích thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, cách thành phố Hà Tĩnh 30 km và cũng cách thành phố Vinh 30 km. Nằm ở độ cao 650m so với mặt nước biển, tọa lạc trên lưng chừng đỉnh Hương Tích, một trong những đỉnh núi đẹp nhất trong số 99 đỉnh núi Hồng. Chùa được xây dựng vào đời Trần, được xếp vào hàng 21 thắng cảnh nổi tiếng nhất của nước Việt Nam xưa. Nơi đây là một quần thể di tích văn hóa, tôn giáo gồm chùa, am, tháp, đền, miếu, thờ Phật, thờ thần, thờ tín ngưỡng nông nghiệp, thờ mẫu và gắn liền với nhiều huyền thoại, truyền thuyết. Đến với chùa Hương Tích là đến với chốn non nước hữu tình, vùng cảnh sắc kỳ thú, bồng bềnh giữa trong sương mờ của những huyền sử, làm lòng người lắng lại trong cõi thiêng đất Phật. Với việc có tuyến xe điện, du khách có thêm lựa chọn hình thức lên chùa, vừa rút ngắn được thời gian, vừa có thời gian ngắm cảnh vật và tận hưởng không khí trong lành ở chốn non cao Hồng Lĩnh. Sau khoảng 15 phút đi xe điện, trước khi di chuyển tiếp bằng hệ thống cáp treo hiện đại, chúng ta có thể nghỉ ngơi, khám phá những sản vật nông nghiệp của miền đất này. Những món ăn giản dị nhưng thấm đẫm hương vị xứ sở riêng có ở đây. Ngồi trong cabin của cáp treo, du khách có dịp ngắm cảnh sắc núi non, sông suối từ trên cao. Nhìn cảnh trí kỳ vĩ mà hiểm trở mới thấy cảm phục bước chân của người xưa đi tìm về vùng đất thiêng này để dựng chùa tu thiện. Con đường đi lên chùa, lối đi quanh co, đá mấp mô, xuyên giữa bạt ngàn thông xanh, vẫn còn đó in dấu chân của bao Phật tử, tao nhân mặc khách ngày xưa và cho đến hôm nay. Ngày xưa khi đến đây vãn cảnh chùa thì La Sơn Phu Tử Nguyễn Tiếp, một danh sĩ nổi tiếng đã từng phải thốt lên trước cảnh sắc của chốn linh thiêng này qua những áng thơ. Hương Tích Trần Triều Tự, Hồng Sơn Đệ Nhất Phong, Di Am Không Thạch Bạch, Cô Chi Đảng Thanh Tùng. Và ngày hôm nay như một cơ duyên khi đến với chốn thiền môn thì Nhật Minh được diện kiến với sư thầy Thích Tục Hương, là phó trụ trì của chùa Hương, và chúng ta sẽ cùng nghe thầy chia sẻ những điều thú vị về ngôi chùa cổ này nhé. Ngôi chùa Hương Tích này là một ngôi chùa cổ. Thì nhiều chúng ta nói về phương diện truyền thuyết đấy, là ngôi chùa này có hơn 2.000 năm rồi. Vì nó liên quan đến công chúa Diệu Thiện, là một trong những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngài sống vào thời nhà Chu trở Công Nguyên. Do cái tâm ảnh hưởng của ngài về cái sức hiếu đạo, gọi là ngài chặt tay móc mắt để chữa bệnh cho vua cha và đi lấy thuốc để luyện các tham thuốc để chữa bệnh cho nhân dân. Do vậy mà dân chúng người ta đã tôn kính ngài giống như là một vị Bồ Tát. Sau này dân chúng người ta lên đây người ta lập ám người ta thờ ngài. Đó. Và mãi đến sau này thời nhà Trần, khi mà Phật giáo ở Việt Nam này phát triển cường thịnh, thì ngôi chùa Hương Tích được thời nhà Trần người ta xây dựng lại, và từ đó đến đây thì chùa còn nhiều lần trùng tu, nhiều lần tôn tạo, trừ cái chỗ trên Am Phật Ba là cái hang động là vẫn nguyên sơ. Vậy thưa thầy, chùa Hương Tích thì cái tên Hương Tích có ý nghĩa như thế nào? Thưa, Hương Tích là gì? Là cái dấu tích của sự thơm đấy, có nghĩa là chỉ cái giới,
cái giới đức của Bồ Tát Quan Thế Âm. Trong Phật này đó là hướng của các loài hoa thì bay theo chiều gió, còn hướng của người giới hành thì ngược gió bụi tung bay. Và mọi người đến chùa là căn bản nhất đấy, tất cả chúng ta đến chùa là để nương theo cái đức Bồ Tát Quan Thế Âm, để học cái đức hiểu hành. Vì cha ông người ta hỏi rồi, thiên kinh vạn quyển hiểu đạo vi tiên, đến chùa là cái điều hiểu đạo là cái quan trọng nhất. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là ý nghĩa của thầy Tục Hương. Và bây giờ Nhật Minh muốn mời quý khán giả chúng ta cùng theo chân thầy Thích Tục Hương để chúng ta cùng đi một vòng chiêm ngưỡng những cái cảnh đẹp ở nơi đây, cũng như là những di vật đã trải qua bao biến thiên của thời gian vẫn tồn tại và được bảo vệ lưu giữ ở trong chính điện của ngôi chùa linh thiêng này. Trên nền trang vương cũ với những dấu tích như nền đá cổ chìm lấp dưới lau lách cây cỏ, giờ là chùa thượng và bảo tháp nguy nga thấp thoáng trong sương mờ. Tiếng chuông chùa ngày ngày đều đặn vang lên ngân tỏa trên đỉnh non hồng, như dấu tích xưa vang vọng đến mãi hôm nay và mai sau. Để người nay đến chốn này không chỉ chiêm bái cảnh Phật, thắp nén tâm nhang cầu mong bình an sức khỏe, mà còn hướng lòng mình về với tích xưa để răn mình làm tròn chữ hiếu đạo ở đời. Phiến đá trước cửa chùa với chữ ngộ được sư thầy Trúc Huy khắc lên rất kỳ công. Thưa thầy Trúc Huy, thầy muốn gửi gắm điều gì qua chữ ngộ được khắc ở trên phiến đá này ạ? Ngộ có nghĩa là giác ngộ, là phá mê khai ngộ. Còn có nghĩa là ngộ được ngũ uẩn giai không? Ngộ được ngũ uẩn giai không thì mới độ được nhất thiết khổ ấy. Ngũ uẩn thì nó gồm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi một chúng sinh mà ngộ được sắc uẩn, nó là hợp nhóm của đất, nước, gió, lửa, thì trong cái đất, nước, gió, lửa đó nó không có cái nào là mình cả. Đất thì từ cái đồ ăn thức uống để tạo thành. Nước ấy, thì là từ ở thể thủy ở bên ngoài mình uống vào. Và gió thì hơi thở là hư không, thì lửa là thân nhiệt của mỗi chúng ta. Thì đây khi một chúng sinh ngộ được như vậy, tức là đã giác ngộ được. Và khi ngộ được như vậy thì rõ biết rằng vạn pháp giai không. Vâng, đường đến với Phật không xa. Phật ở trong mỗi chúng ta, thức tỉnh lòng từ bi, nhân ái, để từ đó bồi đắp cho tâm hồn của chúng ta trong sáng hơn. Và đó cũng chính là ý nghĩa cao đẹp và cũng là đích đến của con đường giác ngộ, nơi chốn cửa Phật, và cũng là con đường khám phá bản ngã của mỗi chúng ta. Đường lên chùa dẫu có xa, non ngàn cách trở, nhưng từ ngàn xưa cho đến hôm nay, lòng người luôn hướng về, bởi đó là cõi thiêng của Phật, được xây nên bởi tấm lòng đạo hiếu, nhân nghĩa của con người. Có lẽ vì thế mà hội chùa Hương Tích không trùng với những ngày truyền thống của Phật giáo, mà nhằm vào ngày 18 tháng 2 âm lịch, là ngày Nico Diệu Thiện hóa Phật. Đến hẹn lại lên, mỗi độ xuân về, du khách khắp mọi miền đất nước lại nô nức về trải hội chùa Hương, Thiên Lộc, Can Lộc. Lễ hội chùa Hương Tích là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân xứ Nghệ nói chung và người Hà Tĩnh nói riêng. Quang Lộc cách trung tâm huyện Can Lộc 6 km về phía Tây Nam. Đây là vùng đất có nhiều dấu ấn với những đóng góp to lớn về mọi mặt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Phát huy truyền thống của cha ông trong thời kỳ đổi mới, xã Quang Lộc ngày nay đang nỗ lực dựng xây, vừa gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương, vừa xây đắp các giá trị mới ngày càng bền vững. Và khi đến Quang Lộc mùa này, ấn tượng đầu tiên
có lẽ là hình ảnh bà con ai ai cũng đang tất bật vào vụ mùa mới. Trong cái chăng chang của mùa hè, chiếc áo tơi trắng vẫn lôi nhô trên đồng ruộng cùng bà con vượt qua cái nắng nồng tháng 6 để nhanh tiến độ vụ hè thu. Với người dân Quang Lộc, áo tơi không chỉ đã chở che cho những người nông dân tảo tần để vun trồng cho những mùa màng tươi tốt. Với họ, áo tơi còn là sản phẩm làm nên một nét riêng trong làng nghề truyền thống. Trải qua bao thăng trầm, nghề chằm áo tơi ở thôn Yên Lạc vẫn tồn tại và giữ nguyên được nét độc đáo riêng có. Tấm áo ấy đã góp phần gửi nhắc hồn quê dân dã, lưu giữ bao niềm yêu quê hương tha thiết. Dù nông nhàn hay vụ mùa bận rộn, người dân nơi đây từ già đến trẻ vẫn say sưa bên chiếc khung quen thuộc để chằm áo tơi. Đôi tay nhanh, tỉ mỉ xếp từng lá tơi vào khuôn gỗ, rồi dùng thước dài để nẹp cho thẳng, cho ngay ngắn. Đầu làng đến cuối ngõ, nơi đâu cũng dễ dàng bắt gặp những hình ảnh thân thuộc này. Bác ơi, gia đình mình đã theo nghề chằm tơi được lâu chưa ạ? Dạ, đi nhà bác theo nghề từ đời cụ cá này đi lâu lắm rồi. Nhà bác sau này ra chủ là cứ theo cái nghề này ra làm. Để làm được một chiếc áo tơi đẹp thì cần có những nguyên liệu gì và có nhiều công đoạn không ạ? Đi vô rừng lấy lá nè, rồi đi về là sấy khô, phơi khô ra, rồi cái phơi khô được khô rồi là cái nữa mình có quá đêm là mình thường bỏ trong cười cho nở lá rồi mình vuột vuột lá xong với cái nữa mình bên riêng là chăm cái bể cũ để liệu lưng nhiều công đoạn cái nữa mình hoàn thành được cái tơi. Vâng, vậy thì một chiếc áo tơi như thế này thì sẽ có mấy lớp lá ạ? Một chiếc áo tơi này có 5 lớp lá, gấp trên cứ gấp lên gấp xuống rất nhiều lớp. Cái có khi mà ai mà chăm dài thì đến 6-7 lớp mới lá đi. Từ cái đoàn công đoàn trừ là có một lớp lá to để bán cho mát. Vậy thì giờ người dân quê mình có còn theo nghề truyền thống này nữa không ạ? Cả cái làng này là theo nghề truyền thống cả. Chăm tới thì từ lúc tháng giêng đến tháng 7. Thì khi mà đi làm thì cứ đi cho khi nông nhàn vẫn biết đánh thủ bên trưa về bên tối chăm. Để cái nghề chăm tới này là để duy trì với con cháu với ba con tôi mãi mãi. Ngày nay người dùng áo tơi đã không còn nhiều như trước, nhưng người dân thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc vẫn duy trì công việc của mình, vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình, vừa góp phần lưu giữ nghề truyền thống. Cuộc sống đã có nhiều đổi thay, phương thức sản xuất đã có nhiều cải tiến, nhưng người nông dân vẫn sẽ gắn với đồng ruộng. Với những vụ gieo trồng, cấy hái, những khi trên đồng dưới bãi, chiếc tơi này cũng sẽ làm dịu bao nắng nồng oi ả. Có từ sức chằm tơi, chúng tôi mới hiểu sự tỉ mẩn, kiên trì trong từng động tác để làm nên một sản phẩm hoàn thiện cuối cùng. Và đây là sản phẩm đầu tiên sau khi được sự hướng dẫn của mọi người. Bà ơi, thế này đã đạt tiêu chuẩn chưa ạ? Đạt tiêu chuẩn đẹp rồi, sáu làm con chú là của Quang Lộc rồi. Vậy con đưa cái này đi bán được chưa? Chưa bán được, đứng phải làm cổ nữa, công đoàn làm cổ nữa con. Vâng ạ, thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm cổ để đưa đi bán nhé. Con về đi. Đơn sơ mộc mạc nhưng tác dụng của áo tơi thì vô cùng, như mái tranh di động. Ấy là cách ví von của mọi người dành cho chiếc áo tơi để đồng hành với bà con chống lại cái nắng như thiêu như đốt hay khi mùa đông rét cắt da cắt thịt. Chia tay những người nông dân chịu thương chịu khó, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình với món quà quê của bà con nơi đây. Hương quê, vị quê Quang Lộc cứ gọi mời với bao điều thú vị. Trên tay Khánh Linh là cá trào tươi ngon mà người dân nơi đây đã dành tặng cho mình. Quý vị thường chế biến món cá trào này như thế nào ạ? Có thể là nướng muối, kho tộ hay là nấu canh chua. Còn với người dân làng Yên Quang Lộc thì họ có cách chế biến riêng của mình. Hãy cùng với Khánh Linh tiếp tục hành trình ngày hôm nay nhé! Cá trào kho keo của làng Yên, thôn Yên Bình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc không chỉ nổi tiếng là một món ăn ngon, bổ dưỡng mà còn độc đáo ở quy trình chế biến. Đặc biệt ở đây có lẽ là quy trình làm keo hay là làm cong thân cá. Công đoạn này đòi hỏi sự khéo léo của người làm bếp khi dùng xiên sắt đầu nhọn cố định thân cá theo hình tròn. Cá queo làng Yên được kho nguyên con tạo nên sự độc đáo riêng biệt, hấp dẫn từ hình ảnh và trong dư vị thưởng thức. Chị Hà ơi, Khánh Linh được biết là làng Yên thì có món cá trào nổi tiếng gần xa và đây có phải là món ăn có từ lâu đời đúng không ạ? Món cá này có từ lâu rồi, nhà chị muốn nối tiếp được cái món ăn được của cha ông để lại.
Vâng, vậy thì để cho món cá được thơm ngon thì chúng ta phải lựa chọn những con cá như thế nào ạ? Lựa chọn những cá từ 500g đến 700g và vừa tròn. Và cá từ của người dân là làm từ ngoài đồng về, gọi là cá trong đồng. Vậy thì ngoài những nguyên liệu này thì sẽ có những cái bí quyết gì để có thể tạo nên một món cá kho queo nổi tiếng của làng Yên ạ? Ngoài đã có những cái bí quyết là cá là phải tốt, kho nguyên con, cái đó mới ngon. Và ngoài những nguyên liệu khác thì mình phải là khi mình nướng là phải có cái lá bưởi. Ngoài những nguyên liệu ra mình đang có những cái nước mình phá chế của truyền thống của gia đình để lại. Vậy thì chúng ta sẽ nướng cá trong khoảng thời gian là bao lâu ạ? Nướng cá thời gian là từ 10 đến 15 phút ạ. Sau khi mình nướng xong là để nguội khoảng tầm 10 phút sau mình mới bỏ vào nồi. Vâng, bây giờ thì để Khánh Linh giúp chị nướng những mẻ cá trào thơm ngon này nhé. Để nồi cá kho làng Yên thêm hấp dẫn chính là nhờ sự kết hợp của các nguyên liệu như dầu ăn, nước chè đặc, mật mía, mì chính, tiêu, hạt nêm, mùi tàu, vỏ quýt, hành tăm, tỏi, ớt. Sau khi ngấm gia vị, cá sẽ được kho bằng bếp củi. Người nấu cần căn cho niêu cá không bị cạn nước, thì thoảng lại chế thêm chút nước chè xanh. Đây là khâu tốn khá nhiều thời gian, mất từ 60 đến 90 phút để chế biến một niêu cá đạt chất lượng. Mùi thơm của cá, của lá bưởi, của các nguyên liệu hòa quyện cùng nhau đã tạo nên một món ăn mang hương vị quê nhà. Khánh Linh biết không, để có những cái nồi cá thơm ngon như thế này đến với bà con là thực tế có quá nhiều công đoạn và rất là tỉ mỉ. Vâng, và hiện tại thì Khánh Linh đang thấy là có rất nhiều đơn hàng đang được mọi người đóng gói để chuyển đến những du khách gần xa đúng không ạ? Cá kho làng Yên cùng được sự hỗ trợ và ủng hộ của bà con và khách thập phương cần xá của trong cả nước, và nhất là bán Lào cũng đang đăng ký. Bây giờ mời Khánh Linh thưởng thức món cá trào queo và viên cá của cơ sở cá kho làng Yên. Vâng ạ. Khánh Linh thấy mùi vị như thế nào? Rất là thơm và ngon chị ạ. Và với món cá trào kho queo này thì làng Yên sẽ luôn đỏ lửa để có những nồi cá thơm ngon và đầy hấp dẫn để gửi đến du khách gần xa. Trong tiết trời tháng 6 đồng đành, lúc nắng lúc mưa bất chợt, mùi rơm, mùi cá nướng khiến cho những kỷ niệm tuổi thơ lại ùa về. Và nếu có dịp, quý vị hãy dành thời gian trải nghiệm những hương vị của quê hương Can Lộc, về với làng quê Thanh Bình, với tiếng cười thơ trẻ, hít thở bầu không khí trong lành. Chúng tôi tin chắc rằng các bạn cũng như chúng tôi sẽ tìm lại được những sư vị đong đầy kỷ niệm của ngày xưa. Ở Hồng Lĩnh có trung lương đất mẹ, một miền quê tha thiết ân tình. Khi nghe những câu hát chứa chan tình yêu quê hương mặn nồng ấy, hẳn bất cứ người con trung lương nào cũng thấy thương, thấy nhớ. Và tiếp tục hành trình những miền quê Việt hôm nay, mời quý vị tiếp tục đến với mảnh đất trung lương của thị xã Hồng Lĩnh để cùng tìm hiểu về mảnh đất con người bên dòng sông Minh hiền hòa, thơ mộng. Rời thành phố trong buổi sáng chớm đông nắng đẹp, theo quốc lộ 8A ra phía bắc khoảng 30 km, đường về phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh với chúng tôi như thân thương hơn bao giờ hết. Hành trình hôm nay đó chính là dọc bến sông Minh, cùng tìm hiểu những câu chuyện về đất và người bên dòng sông ấy. Trước khi hòa vào dòng sông La, sông Minh với chiều dài 1,2 km chảy qua phường Trung Lương đã ban tặng cho mảnh đất này một bức tranh phong cảnh hữu tình. Không như vùng thượng nguồn, nước ở đây êm đềm, chảy nhẹ, hiền hòa quanh năm. Thuyền của chúng tôi cứ vậy xuôi theo dòng nước. Và tôi cuốn theo câu chuyện cùng bác Nguyễn Trường Thiện, một người dân gắn bó sâu sắc với đất này. Bao ký ức đẹp từng có trên bến sông dường như vẫn nguyên vẹn trong ông. Bác Thiện ơi, nhắc đến sông Minh thì người dân nơi đây thì thường nhớ nhất đến điều gì ạ? Thì nhắc đến sông Minh là mọi người dân Trung Lương nơi đây thì đều nhớ nhất là con sông quê, là cái nơi là lưu luyến và tiễn đưa những cái người con ưu tú của quê hương ra đi để bảo vệ quê hương và đất nước. Sau khi được hòa bình lập lại, con sông cũng là đã trở thành những điểm tựa vững chắc về tinh thần để tiếp tục phục vụ sinh hoạt, để phục vụ sản xuất, là tưới mát những cái cánh đồng, những cái ruộng vườn để nâng cao đời sống của mỗi người dân. Vâng, có thể nói là qua bao thế hệ thì
con sông Minh thì đã đi vào tâm thức của người dân Trung Lương nói riêng cũng như là người dân thị xã Hồng Lĩnh nói chung. Vậy thì đối với bác thì sao ạ? Con sông Minh này thì có điều gì đặc biệt đối với bác không ạ? Con sông quê hương thì đều gắn bó với tất cả mọi cái người dân Trung Lương. Riêng đối với bác thì cũng có rất nhiều kỷ niệm, nhất là cái ký ức tuổi thơ của mình là cũng có nhiều cái dấu ấn trên cái bờ sông này. Khi mà trưởng thành lên thì được người thân, được quê hương là tiễn đưa lên đường làm nhiệm vụ. Rồi đến khi mà đã hoàn thành nhiệm vụ ở chiến trường thì về tiếp tục sinh hoạt trong đời thường, thì con sông vẫn là cái nét rất là gần gũi trong cái cuộc sống của mình. Cái cảnh trên bồ dưới thuyền, rồi cây đa biển nước sân đình đã gắn với cái tiềm thức vừa tuổi thơ lại vừa là cái hiện tại. Dọc bến sông Minh không chỉ là câu chuyện về những giá trị mang tính lịch sử, văn hóa, hình thành theo thời gian, mà nơi đây còn là không gian sinh hoạt gần gũi trong đời sống hàng ngày của người dân Trung Lương. Những người phụ nữ ra bến sông giặt giũ, hòa trong tiếng trẻ con cười đùa, ý ới gọi nhau. Những cụ già thư thái dưới bóng cây, hướng ra bờ sông cùng bao hoài niệm đẹp đẽ. Tất cả như níu chân tôi chẳng muốn về bởi bức tranh làng quê thanh bình, yên ả. Vâng thưa quý vị, đi thuyền trên sông Minh ngắm cảnh làng Trung Lương, tôi được đắm mình trong một không gian rộng lớn của bức tranh thủy mặc. Và đặc biệt là từ bờ sông Minh nhìn theo hướng đông thì du khách sẽ càng bị thu hút bởi quần thể di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn. Và hãy tiếp tục hành trình dọc bờ sông Minh với Bảo Ngọc nhé! Thuyền dừng bên bến sông thuộc địa phận tổ dân phố Tiên Sơn, phường Trung Lương. Tạm biệt bác Nguyễn Trường Thiện, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình dọc bến sông Minh. Chỉ cần 5 phút đi bộ, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của một di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, quần thể di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn. Nơi đây được bao bọc bởi phía đông là dãy núi Hồng Lĩnh, phía bắc có đê La Giang, nơi tiếp giáp của sông Lam, sông La, phía tây có dòng Minh Giang huyền thoại. Quần thể này được xây dựng vào thời nhà Lý, bao gồm đền Tiên, chùa Tiên Sơn, đền thờ Thánh Mẫu Tam Tứ Phủ, đền thờ Bà Chúa Kho, đền thờ Lục Vị, Thánh Tổ Nghề. Trong mạch nguồn văn hóa truyền thống Hà Tĩnh, các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian đã nhận định khó có nơi nào như quần thể di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn, hội tụ đủ các yếu tố văn hóa tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân. Để mỗi du khách gần xa mỗi lần về Hà Tĩnh đều muốn ghé nơi này. Chẳng biết từ lúc nào người dân Trung Lương gắn bó với nghề làm mắm cáy. Dòng sông Minh vừa mang nước phù sa tưới tắm ruộng đồng lại vừa mang đến nguồn nguyên liệu để bà con ở đây chế biến thành thức chấm bình dị mà tinh tế đến vô cùng. Bây giờ bác lấy lại nào ạ? Bác lấy lại đi để gửi cho con trai. À vâng ạ. Bây giờ bác lấy mấy chai hả bác? Lấy 2 chai. À, thế thì bình thường gia đình bác có hay ăn món này không ạ? Vâng ạ. Từ sáng sớm khi những lọ mắm cáy thơm ngon đã được sắp ngay ngắn vào giỏ hàng, cũng là lúc chị Vũ Thị Thủy bắt đầu phiên chợ may tại chợ Trung Lương. Mắm cáy Trung Lương mang đậm hồn cốt của một làng nghề, là tâm huyết của những người nông dân. Không chỉ là món ngon thân thuộc với mỗi gia đình mà đã và đang được xem là một đặc sản đậm vị quê nhà, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nơi đây. Thưa quý vị, dọc bến sông Minh có biết bao điều để khám phá và tìm hiểu. Hy vọng rằng hành trình hôm nay thực sự có ý nghĩa không chỉ với Bảo Ngọc mà với tất cả mọi người để yêu thêm non nước Hồng Lam quê mình. Điểm đến của chúng tôi là thôn Yên Du, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang. Phát huy tiềm năng của địa phương, xã Đức Lĩnh đã đa dạng hóa các loại cây trồng, trong đó sản phẩm hồng ở thôn Yên Du mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hồng không hạt là cây bản địa ở Vũ Quang, có hình tròn dài, vỏ màu xanh hoặc vàng. Khi chín, ruột chuyển màu vàng đậm, vị ngọt, thơm và rất giòn, lại không có hạt như những loại hồng khác nên được nhiều người ưa thích. Cây hồng không hạt được đánh giá là cây khỏe, sinh trưởng tốt trên nhiều điều kiện thổ nhưỡng khác nhau và không cần nhiều công sức đầu tư chăm sóc, dễ chống chịu với mọi điều kiện của thời tiết. Phát anh này có thể nói rằng là hồng giòn là món quà đặc biệt mà thiên nhiên ban tặng cho đất và người nơi đây đấy. Và Phát anh cũng được biết là một số hộ dân ở đây đang hoàn thiện hồ sơ để
tham gia cái OCOP Hà Tĩnh cấp tỉnh ấy. Và chính những điều này sẽ đưa cái thương hiệu Hồng Giòn Đức Lĩnh Vũ Quang sẽ ngày càng vươn xa hơn trên thị trường bán lẻ. Bác ơi, cái hồng này sau khi thu hoạch về thì mình ngâm trong khoảng thời gian bao lâu hả bác? Hồng là một là ngâm 2 ngày 2 đêm. Mà mưa lành thì xuống là phải ngâm 3 ngày 3 đêm, 2 ngày 3 đêm. Vâng. Như vậy thì cái công đoạn ngâm nước như thế này thì sẽ giúp cho hồng như thế nào hả bác? Công đoạn đồ như thế này là ngâm cho hồng là đầu ra bớt mủ đây là nó mới ngọt rồi. Ra bớt mủ thì mình còn được đúng không ạ? Vậy thì cái điều gì mà làm nên cái vị ngọt đặc trưng riêng của hồng Vũ Quang như thế này ạ? Vì do cái chất của thôn này mới được cái giống hồng ngọt như thế này. Hồng này là hồng là không có hạt, là hạt lép. Và cái giống hồng này có một điều thú vị đó là chính là hồng hạt lép được không bác? Hồng hạt lép. Bây giờ thì Phan Anh có muốn thử cái vị ngọt đặc trưng riêng của hồng Vũ Quang không? Vậy thì bây giờ mình sẽ thử quả hồng này kêu anh nhé. Bác mời Phan Anh. Dạ, xin ạ. Bác mời kêu anh. Dạ. Thử món hồng của bác. Cháu cảm thấy cái món hồng của quán như thế nào? Cái quả này nó không có hạt nhưng mà này nó rất giòn, rất ngọt đấy. Sau khi thưởng thức hồng Vũ Quang thì cháu cảm thấy rằng là hồng Vũ Quang rất là giòn, ngọt và đặc biệt đó là không hề có hạt đâu ạ. Ngày hôm nay thì Kiều Anh và Phan Anh đã thực sự được thưởng thức những cái hương vị rất là ngọt ngào của miền Sơn Cước đấy ạ. Sắc xanh của lá hòa trộn với sắc vàng óng của hồng càng làm cho những khu vườn cây trái ở đây mang một vẻ đẹp khó tả trong thời tiết mùa đông này. Huyện Vũ Quang hiện nay có trên 3 hectare trồng hồng, chủ yếu là ở các xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương. Sản lượng hàng năm ước đạt 78 tấn. Những hương vị thơm ngon đặc trưng riêng nên cứ đến vụ thu hoạch, các thương lái đều vào tận vườn để thu mua với giá cả luôn ổn định, góp phần tăng thu nhập cho bà con nơi đây. Có thể nói việc trồng và chăm sóc cây cam từ lúc nhỏ đến khi hái quả đòi hỏi người nông dân cần tiến hành đúng kỹ thuật và chăm sóc tỉ mỉ. Cây cam giống thường được bà con lựa chọn và tự nhân giống bằng phương pháp chiết hoặc ghép hoặc mua giống. Để cây ra sai trái và quả to ngọt thì đòi hỏi quy trình chăm sóc phải đảm bảo nghiêm ngặt và quan trọng phải phòng tránh được các loại sâu đục thân và côn trùng phá hoại. Sau bao vất vả khai phá vun trồng, những đêm trắng với thiên tai địch họa, những trăn trở sáng tạo, nghĩ ra cách trồng cam an toàn và sự khâu nối tìm đầu ra, nâng tầm cho sản phẩm. Người dân nơi đây đã nỗ lực để chăm chút nâng niu, để cuối năm có thể viên mãn nụ cười với mỗi mùa trái ngọt. Việc trồng thành công cây cam chất lượng cao đã mang lại nhiều thành quả trong nâng cao đời sống của người dân vùng Sơn Cước. Từ cây xóa đói giảm nghèo, giờ đây, cam đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực đưa lại thu nhập chính, làm giàu cho người dân nơi đây. Những trái cam đã đi đến với mọi miền, độ thơm ngon hiếm có giống nào bì kịp, là sản phẩm đã từng giành giải đặc biệt trong lễ hội cam của tỉnh. Cam có màu vàng sáng, vỏ mỏng, bên trong có lớp thịt dày và mịn, khi ăn sẽ có cảm giác màu thanh khá đặc trưng. Có lẽ chính bởi chất lượng, cam Vũ Quang đã nức tiếng gần xa, chỉ ăn một lần là nhớ mãi.
Quý vị thân mến, 30 phút của chương trình Những Miền Quê Việt xin phép được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.